Chúa Giêsu bảo rằng nó đi tôn vinh lẫn nhau, nó đi tìm vinh quang của nhau, mà nó không tôn vinh Thiên Chúa, mà nó không đi tìm vinh quang của Thiên Chúa. Bé, con lui lại gần cho anh tí. Rồi, con tên là gì? Dạ, con tên là Triệu Thị Thương Anh ạ. Gì? Con tên là Triệu Thị Thương Anh ạ. Triệu Thị Thương Anh. Thương Anh hay Thương Em? Thương Anh ạ. Tự nhiên mà đứng trước mặt tôi nó bảo Thương Anh ạ. Tên hay, bố mẹ đặt hay, Triệu Thị Thương Anh. Rồi, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu? Dạ, con 19 tuổi, con ở Tuyên Quang ạ. Mãi Tuyên Quang, mãi tận cực Bắc. Rồi con làm cái gì? Dạ, con bây giờ đang đi chữa bệnh ạ. Con bệnh gì? Con bị bệnh ung thư xương. Đến nay là điều trị được hơn 5 tháng rồi ạ. Rồi nó ung thư xương rồi, cái chân của con làm sao? Dạ, con phải cắt chân ạ. Chân gì? Chân phải, chân trái? Chân trái ạ. Rồi, cắt chân trái. Rồi ai giới thiệu con vào đây để làm gì? Dạ, con được biết đến Chúa là qua bác gái của con ạ. Và đây là lần đầu tiên con vào đây. Trước đây con bị bệnh thì con có viết thư con gửi vào cho cha và xin cha cùng cộng đoàn cùng cầu nguyện cho con để con được khỏi bệnh. Đến nay thì bệnh tình của con cũng rất là khả quan rồi ạ. Con là người có đạo hay không có đạo? Dạ, con là người ngoại đạo ạ. Các bạn trẻ thử nhìn coi, nếu mà là một cô gái 19 tuổi, tuổi đang đẹp, tuổi bước chân vào đời, tuổi đôi mươi sắp tới, mà bây giờ không bước chân vào đời bằng đôi chân, mà bằng một chân với cặp nạng, các bạn nghĩ thế nào? Các bạn thử nghĩ coi, một người mà 19 tuổi đôi mươi, mà mái tóc thề, mái gì đó tóc thề xõa trên bờ vai, thuyền anh vân vân và vân vân, cái mái tóc thề đó không còn, mà bây giờ là một cái đầu không có một sợi tóc ở trên đầu, các bạn nghĩ sao? Đây là nơi mà người ta phải chạy đến, người ta bám víu. Đây là nơi mà những con người đau khổ, những con người thất vọng và thậm chí đi đến tuyệt vọng, họ chạy đến. Đây là vũng trũng mà nơi đó tất cả những cặn bã nó lắng lại. Bể lòng thương xót Chúa là nơi mà chứa nhận tất cả mọi vẩn đục của cuộc sống đến để lắng lại. Người ta tìm đâu được một chỗ để nương tựa, người ta tìm đâu được chỗ cậy trông, người ta tìm đâu được chỗ để bám víu. Chúa đã chọn nơi này để cho những người đau khổ, những người bệnh tật, những người yếu đuối, những người thất vọng, những người thất tình, những người thất nghiệp chạy đến đây. Họ cảm thấy rằng họ đến đây họ được cảm thông, họ cảm thấy rằng họ đến đây họ được chia sẻ, họ đến đây họ được mọi người cầu nguyện cho họ, họ đến đây họ tìm được sự bình an. Thế thôi thưa anh chị em. Và họ tìm đâu ra trên hành tinh này, trên quả đất này có những nơi như vậy cho họ. Rất mong phải có nhiều nơi như vậy để cho những con người đau khổ ngày hôm nay, đau khổ về thân xác, đau khổ về tinh thần, những con người giàu có về vật chất nhưng nghèo khổ về tâm linh, họ có chỗ để mà đến, có nơi để mà chạy, có trốn để mà họ cập. Vì cái bến bờ này mênh mông quá, biển đời mênh mông quá, họ tìm đâu ra thưa anh chị em. Và Chúa chọn nơi này, Chúa lựa cái chỗ này, cái chỗ mà nó chả ra làm sao cả, cái chỗ mà mới mưa, trận mưa đầu tiên là cái mái nó sập rồi, nước nó đổ rồi, cái nơi mà mới đang lo lắng che được cái nắng, bây giờ thì làm sao mà tránh được cái mưa đây. Đấy, Chúa cứ để như vậy thôi, mình biết làm sao bây giờ. Chúa ơi, lúc tôi nói Chúa tính sao ấy chứ, mưa đến nơi rồi mà. Là có rầm một cái trời sập luôn, bây giờ sao? Chúa bảo trời sập như đắp mền. Được không? Đây này, chúng ta cứ nhìn cô bé nó cười tươi không? Dễ thương không? Nó con có buồn không? Dạ con không ạ. Con có thất vọng không? Dạ cũng còn là có thất vọng, nhưng mà con bị mất đi cái chân thì, nhưng mà con sẽ được Chúa ban cho những thứ khác. Con có người yêu chưa? Dạ con chưa ạ. Vậy con có biết có một người yêu con có biết không? Dạ Chúa yêu con. Wow! Amen! 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 Tôi hỏi anh chị em,
ai mà xúi nó nói được như vậy không? Có ai mà mách nó, mách nước cho nó nói được như vậy không? Có ai mà dàn dựng cho nó nói được câu này hay không? Nó từ tiên quang lần đầu tiên nó bước chân đến đây mà nói được như vậy. Chúa lấy con cái chân thì Chúa ban cho con có cái khác. Con có người yêu chưa? Có. Chúa là người yêu của con. Thưa anh chị em, ai dám nói được như vậy đâu? Ai dám nói được như vậy? Và nụ cười vẫn cứ trên môi, nụ cười nở trên môi, tan 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 ta ran tan, nụ cười nở trên môi, tan 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 ta ran tan, nụ cười vẫn trên môi đem tình thương cho nhân thế, nụ cười vẫn trên môi cho nở đau, cho buồn đau, không sợ đâu, không buồn đâu, không sợ đâu, không buồn đâu, không sợ đâu, không buồn đâu, không sợ đâu. À, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Đây cho tặng cho con cuốn nhật ký, cho cha còn cái máy nào, cho cha cái máy để cho tặng cho bạn ấy một cái máy nữa. Ê, con ai, có ai đi với con không? Con đi với ai? Bác con ngồi ở đây ạ. Không, bác lên bác cầm nhận giùm cha cái cuốn nhật ký. Con thích đọc không? Vâng, con có ạ. Đây, để cha tặng con cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Cha thấy thánh nữ Faustina với con bên 8 lạng, bên nửa cân ấy. Đâu kém cạnh gì. Còn cái máy lòng thương xót Chúa để gửi cho tặng cho con cái máy nha. Rồi, cha tặng cho con luôn cái CD là xin lỗi Chúa về con nghe nha. Đây, và thôi cha tặng luôn con cây quạt để cho luôn. Đây, cây quạt. Nha. Đấy, thưa anh chị em. Đây, cha tặng con cái máy, cái gọi là cái đài đây. Con đã nghe bao giờ chưa? Dạ, con có nghe ạ. Rồi, đây, cha tặng cho con cái máy 300 bài giảng cho con nha. Rồi, bây giờ con sao con đi xuống được, con vừa cầm đi xuống được. Để con thử coi, con làm cách nào. Rồi, nó đi, đi. Kệ nó, để nó đi, nó kệ nó đi cho nó đi. Đó, nó đi được mà, tại sao cứ phải dắt chiều nó làm gì. Đó, thưa anh chị em, một tràng pháo tay.